Khi chúng ta tham gia vào WTO, chúng ta hội nhập quốc tế, chúng ta tham gia toàn cầu hóa, thì chúng ta chịu tác động về rất nhiều mặt. Nhưng mà cái xu hướng chủ đạo trong thế kỷ 21 này đối với chúng ta có thể là chính 6 cái sự chuyển hướng này nó sẽ tiếp tục lan ra các lĩnh vực khác nhau, thể hiện trong các lĩnh vực khác nhau và dẫn dắt con đường của chúng ta đi trong thế kỷ 21 này. Đến bây giờ là trải qua 10 năm kể từ hơn 10 năm kể từ hội nghị năm 99 đó, thì suy đi ngẫm lại, tôi vẫn thấy là mặc dù là xã hội loài người đã có những thay đổi rất mạnh mẽ, có những cái chuyển biến rất sâu sắc, nhưng mà về chiều hướng cơ bản thì 6 xu hướng này nó vẫn là những xu hướng cơ bản diễn ra, và cho đến bây giờ nó vẫn đúng. Nó thể hiện được trên rất nhiều khía cạnh cụ thể khác nhau, mà càng nghĩ thì càng thấy là đúng là những cái bộ óc siêu việt của thế giới, người ta nghĩ ra được những cái điều để sự phát triển này là hoàn toàn là xác đáng. Thế đối với nước ta thì tham gia vào WTO có thể nói là nó vừa là kết thúc của một cái thời kỳ với những nỗ lực liên tục của chúng ta để tham gia hội nhập và kinh tế toàn cầu, và vừa mở ra một thời kỳ mới cho cái sự tham gia đó với tư cách là một thành viên đầy đủ, và từ đó sẽ phải đi lên như thế nào để khai thác tốt nhất những cái gì, những cơ hội nó mang lại cho mình, cũng như vượt qua những thách thức nó có thể tạo ra cho mình trong quá trình phát triển. Quá trình tiến trình tham gia hội nhập quốc tế của Việt Nam thì chắc các em cũng biết là chúng ta bắt đầu từ sớm hơn rất nhiều so với lúc chúng ta vào WTO vào đầu năm 2007. Trước đó thì có lẽ cái sự kiện quan trọng bậc nhất nó cũng đánh dấu cái bước ngoặt đầu tiên của Việt Nam trong hội nhập quốc tế là việc chúng ta tham gia ASEAN vào năm 1995. Thì cũng cùng cái tháng 7 năm đó thì ngoài sự kiện tham gia, chúng ta còn kết thúc được, ký kết được hiệp định khung đầu tiên về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu, và nó mở đường cho Việt Nam trong việc phát triển quan hệ kinh tế với châu lục và cũng là khu vực kinh tế lớn hàng đầu trên thế giới. Một mặt khác thì cũng tháng 7 năm đó, chúng ta bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa hai bên. Như vậy là cũng mất 15 năm trời sau chiến tranh, chúng ta mới có được cái sự bình thường hóa quan hệ đối với... 20 năm trời sau chiến tranh, tức là năm 95. Thế và như vậy là năm 95 đánh dấu cái dấu mốc tham gia ASEAN. Và sau đó với tư cách là thành viên của ASEAN, chúng ta cũng tham gia trở thành thành viên sáng lập cho diễn đàn Á-Âu, gọi tắt là ASEM, được hình thành vào năm 96, cuối năm 96. Diễn đàn Á-Âu lúc đó thì gồm 7 nước về phía châu Á, 7 nước ASEAN, cộng với 3 nền kinh tế phát triển khác là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Thế và về phía Liên minh châu Âu thì lúc bây giờ có 15 nước thành viên Liên minh châu Âu là đối tác trong diễn đàn này. Và cũng với tư cách thành viên của ASEAN thì nó hỗ trợ cho chúng ta trong việc nộp đơn và tham gia vào diễn đàn kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC. Khi tham gia vào APEC vào cuối năm 1997 thì chúng ta trở thành thành viên thứ 21 của họ, và đến bây giờ thì có thêm 2 thành viên nữa, thành tổ chức này thì có 23 thành viên. Năm 2006 thì Việt Nam đã là nước đứng ra đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh của APEC.
Và cũng tại hội nghị đó thì các nước APEC cũng đã đưa ra một quyết định quan trọng là thảo luận để đàm phán để tiến tới hình thành khu vực mậu dịch tự do của APEC, và từ đó thì các cái hoạt động của APEC tiếp tục phát triển lên. Với tất cả những sự hội nhập đó thì chúng ta tiếp tục nỗ lực của mình, và kết quả của cuộc đàm phán rất là dai dẳng, kéo dài 12 năm trời với WTO là vào cuối năm 2006, WTO, đại hội đồng của họ, thông qua quyết định kết nạp Việt Nam. Và quyết định đó thì có giá trị 30 ngày sau khi phía Việt Nam gửi văn bản thông qua của mình, cũng bởi cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội. Và như vậy là tính từ ngày 11 tháng Giêng 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên đầy đủ của WTO. Tham gia WTO thì cơ hội thách thức đặt ra cho nền kinh tế và cho sự phát triển của nước ta thể hiện trên rất nhiều mặt. Thời gian không có nhiều, tôi sẽ không thể đi vào chi tiết với các em về những điều này. Nhưng có lẽ những vấn đề mà tôi thu nhận được từ cái việc tham gia WTO đối với chúng ta thì quan trọng nhất đối với chúng ta là nó tạo cho mình, cho Việt Nam mình một cơ hội mới để thúc đẩy cái tiến trình phát triển. Đặc biệt là tiến trình của Việt Nam, với tư cách của một đất nước như mình thì mình đang trải qua cùng một lúc ba tiến trình quan trọng. Thứ nhất là sự chuyển đổi của một nền kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường. Chúng ta gọi là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã chủ nghĩa. Nhưng định hướng xã chủ nghĩa thì đấy là nó là một phần định hướng về các mặt như là cách vận hành nền kinh tế, rồi phân bổ thu nhập, vân vân. Nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là định chế thị trường. Thể chế kinh tế thị trường thì nó đòi hỏi một đồng loạt những quy luật, những luật chơi mà tất cả các nước phải tuân thủ. Thì tham gia WTO nó sẽ giúp cho chúng ta trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở nước mình. Vào thời điểm Việt Nam tham gia, khi Việt Nam ký kết tham gia, thì WTO chưa công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường đầy đủ. Chúng ta vẫn phải bị chấp nhận trong một thời gian với quy chế phi thị trường, tức là gọi tắt là NME, Market Economy. Và WTO đưa ra một thời hạn là đến 2018, tức là 12 năm sau khi Việt Nam tham gia WTO mới công nhận Việt Nam có thể chế thị trường. Trừ khi trong thời gian từ nay đến 2018 Việt Nam có thể làm được, chuyển đổi được và chứng minh được là mình có thể chế thị trường đầy đủ. Thế thì đấy là điều đầu tiên mà WTO sẽ tác động đến. Thì đây là một cái tác động cũng vô cùng quan trọng của WTO. Thực ra không tham gia WTO, có lẽ chúng ta vẫn phải nỗ lực không kém để mà có thể hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường. Bởi vì nếu không có thể chế đó thì thực tế là không thể phát triển được, như thực tế của suốt những năm đổi mới vừa rồi đã chứng minh. Nhưng mà tham gia vào tạo nên sức ép và tạo nên động lực cũng như cơ hội lớn hơn rất nhiều để chúng ta thực hiện việc đó. Kinh nghiệm của Trung Quốc cũng cho thấy như vậy. Người Trung Quốc vào lúc tham gia WTO, thì như ông Thủ tướng Chu Jung Cơ lúc đó ông tuyên bố, thì cái cơ hội lớn nhất cho Trung Quốc là cơ hội để thúc đẩy cải cách bên trong, hoàn thiện thể chế thị trường của nước mình để tạo cơ sở, tạo nền tảng cho sự phát triển. Đấy là cái thứ nhất, đặc trưng thứ nhất của nước ta, và cũng là cái cơ hội vô cùng to lớn mà WTO mang lại chung cho nước mình. Thứ hai nữa là Việt Nam là một nước đang phát triển. Chúng ta đang phát triển bởi vì thu nhập của chúng ta còn thấp, còn là một nước tương đối nghèo trên thế giới. Thì quá trình phát triển của mỗi quốc gia hoàn toàn không dễ dàng.
nếu như các em nhìn ngay trong khu vực này, châu Á rộng lớn như vậy, nhưng cả châu Á thì suốt bao nhiêu năm sau chiến tranh thế giới thứ hai, chỉ có một mình Nhật Bản nổi lên, trở thành một nước phát triển về kinh tế. Và sau Nhật Bản thì cũng phải đến mãi đến những năm 80 chúng ta mới có tiếp bốn con rồng, bốn nền kinh tế được công nhận là con rồng và được công nhận là các nền kinh tế tương đối phát triển. Đó là Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và Hồng Kông, và cộng lại là như vậy mới có năm trong bao nhiêu nước ở khu vực châu Á này. Và điều đó nó nói lên cái sự phát triển của quá trình phát triển của mỗi quốc gia nhọc nhằn đến như thế nào. Thế chúng ta qua 25 năm đổi mới cho đến bây giờ thì các em có thể thấy là chúng ta vừa mới tuyên bố và bây giờ đang bước vào thời kỳ phát triển mới, vượt qua khỏi được ngưỡng nghèo để trở thành một nước thu nhập trung bình thấp. Thì như vậy mất 25 năm trời vất vả đổi mới và cộng lại kể cả thời gian từ khi kết thúc chiến tranh là 35 năm trời thì chúng ta mới chỉ vượt được khỏi ngưỡng nghèo thôi. Cho nên từ qua khỏi ngưỡng nghèo để trở thành thu nhập trung bình thấp, rồi từ đó lên thu nhập trung bình mức vừa phải với thu nhập đầu người bình quân độ khoảng 3-4 ngàn đô la, và tiếp theo đó nữa trở thành nước thu nhập cao với mức thu nhập 10.000 đô la trở lên một đầu người một năm, thì nó sẽ là một quá trình gian nan đến như thế nào. Thì tham gia WTO đã hỗ trợ cho quá trình phát triển đó của Việt Nam.